Đúng rồi, chuẩn đấy. Triệu hồn tin chị hết vào học ngay. Cho các bạn nghỉ một chút xíu nhá. Nghỉ 5 phút nhá. Ok không? Chết thật. Các bạn cứ bình tĩnh, chúng mình sẽ học từ từ được không nào? Chị sẽ giảng hết cho các em, nhưng các em cứ yên tâm, cứ bình tĩnh được không ạ? Và nghe lời chị trước, ok không? Cái gì cũng có lý do nên là các bạn cứ bình tĩnh học, được không ạ? Lịch đã sắp xếp như vậy rồi thì chúng mình cứ bình thường mà chúng mình học thôi. Có gì đâu mà các bạn lại phải thúc giục chị thế nhở, đúng không ạ? Chị còn không vội vàng thì các bạn vội vàng cái gì, được không? Dập em à? Không biết được bao lâu, không biết được bao lâu, chỉ muốn được tình yêu đến tận cùng nơi trời đằng sau. Nào xin mời chia. Màu chữ là sao em? Chị kêu em trai chị ra ngồi tiếp đi. Thế mới chất chị mấy cái đứa này. Không hiểu như nào. Trong lớp này là có người yêu của em trai chị đấy nhá. Cứ liệu đấy. Có người yêu của em trai chị đấy. Mấy đứa cứ liệu. Mấy đứa cứ liệu đấy. Không tin à? Không tin à? Chị Hiên hơn cả một bài văn. Không tin à? Ok chưa các em? Ok chưa? Người yêu chị có em trai là dở rồi.
để tối mai nhá. Thế để tối mai chị lại bảo bạn ấy ra đi ngồi cho các em ngắm nhá. Em trai chị đang học đại học năm 2 rồi. Bạn ấy học đại học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, đang học năm 2 rồi. Tớ nè các cậu. Chị thì chị không biết như nào, nhưng mà sau này em dâu chị sẽ rất là chiều chuộng, chắc chắn là như vậy. Chị không bao giờ nghĩ đến việc gây khó dễ gì đâu, chỉ cần ngoan ngoãn thôi thì cái gì cũng có hết. Đấy. À ok ok, bộ tiền chị hiểu rồi. Ok nhá. Người em còn ho không chị? Trời ơi, mấy cái đứa này. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok ok, nào để chuẩn bị bắt đầu vào bài ngày hôm nay nhé. Nghe bài này nhá, nghe bài này xong rồi chuẩn bị này. Bài này xong rồi là chuẩn bị triển luôn này. Bắt đầu vào luôn này, ok chưa? Rồi ok các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng quay trở lại trong một trong số những cái tác phẩm mà bản thân chị rất là thích. Đó chính là tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Thật ra thì trước đây khi mà tìm hiểu về Tô Hoài á, thì chị chỉ biết về Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký thôi. Bởi vì không biết từ bao giờ Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký đã trở thành một cái cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều những thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Và đó cũng là cuốn sách được dịch ra rất nhiều những thứ tiếng khác nhau trên thế giới nữa. Đó có thể coi là một niềm tự hào. Và đối với nhiều người thì họ nhận định rằng là chỉ cần với Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký thôi là Tô Hoài đã trở thành một trong số những nhà văn mà được rất là nhiều những người khác ước ao rồi. Bởi vì bản thân Tô Hoài đã có được một cái gì ạ? À bản thân Tô Hoài ấy đã có được một cái vị trí trong lòng bạn đọc rồi.
Đó, thế nên là ngày hôm nay chúng ta lại được học thêm một cái tác phẩm nữa của nhà văn Tô Hoài, đó chính là truyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Và truyện ngắn Vợ chồng A Phủ này có nội dung như thế nào? Tác giả Tô Hoài đã từng ghi dấu trong tuổi thơ của chúng mình thực ra là nhà văn như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chị ở trong phần này các bạn nhé. Chị không biết là ở đây thì đã từng có ai mà học về Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký rồi? Các bạn? À, các bạn? Văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Các bạn ơi, các em đã có những bạn nào mà đã từng đọc Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký rồi? Tập trung vào bài học nào. Đây không phải là game show bạn muốn hẹn hò nhá. Hết em trai chị Hiên rồi, bây giờ là em gái chị Hiên, chết thật. Nào. Không biết là hết em trai chị Hiên, em gái chị Hiên rồi sau này các bạn kiểu lứa tuổi thấp thấp hơn lại chuẩn bị con chị Hiên các kiểu thì thôi thôi chắc chị chết luôn ạ. Rồi, chính xác. Ngày xưa chúng mình có được học một cái đoạn ở trong cái đoạn đầu của Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký đấy, mang tên gọi là bài học đường đời đầu tiên. Có những cái nhân vật là Giấy Mèn này, Giấy Chuất này, Chị Cốc này, các bạn có nhớ không ạ? Đúng không? Chính xác đấy. Đúng không nào? Chính xác, chính xác. Chúng ta thấy rằng là một thế giới loài vật vô cùng phong phú đã được Tô Hoài vẽ ra trước mắt bạn đọc và rất phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Ở đó thì chúng mình có được rất là nhiều những cái bài học tuy rằng giản đơn nhưng mà lại cực kỳ đáng trân trọng, đúng không nào? Hướng con người ta tới những cái bài học về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, vượt qua những khó khăn, nguy hiểm. Và đúng thật là hình ảnh chú Giấy Mèn đã trở thành một trong những thần tượng của rất là nhiều những bạn nhỏ lúc bấy giờ, đúng không nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tìm hiểu một số những cái tác phẩm, cùng tìm hiểu một số những cái thông tin về tác giả Tô Hoài các bạn nhé. Được không nào? Ok không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả Tô Hoài. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không, nhưng mà Tô Hoài chính là tác giả của cái cuốn Cát Bụi Chân Ai. Ở trong cái cuốn đấy là cái cuốn mà người ta nói rằng là chính cái cuốn Cát Bụi Chân Ai của Tô Hoài đã giống như kiểu là vạch mặt, bởi vì kể lại cái câu chuyện của Xuân Diệu và Huy Cận. Các bạn có nhớ không ạ? Xuân Diệu và Huy Cận đấy. Đấy, thế xong là chính là vạch mặt cái việc là đã chứng kiến cái việc là Xuân Diệu và Huy Cận đã ngủ cùng với nhau. Tức là ngủ ở đây là kiểu ngủ cùng một nơi với nhau á, hiểu với chị không? Đấy, thì chính cái Cát Bụi Chân Ai này là một cái cuốn mà gọi là vạch mặt, giống như kiểu vạch mặt showbiz ấy. Nhưng mà không phải showbiz mà là những cái người trong giới văn chương. Và nếu như mà các bạn có thời gian thì cũng có thể tìm thêm cái cuốn Cát Bụi Chân Ai của Tô Hoài để chúng mình biết thêm những nhiều hơn những cái câu chuyện thú vị về các tác giả trong nền văn học Việt Nam hiện đại của chúng ta. Ok chưa nào? Nhá, thì các bạn có thể tìm thêm. Bây giờ chị sẽ bắt đầu cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin về nhà văn Tô Hoài như sau. Tô Hoài quê ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? À, Tô Hoài quê ở Hà Nội. Nhìn gương mặt của một người rất là phúc hậu, thực sự là như vậy. Và Tô Hoài cũng sống rất là thọ các em ạ. Tô Hoài sống tới tận 94 tuổi cơ. Tô Hoài sống rất là thọ. Và giống như là hình ảnh của một ông tiên ấy, hình ảnh của một ông tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích ấy. Nhìn mặt cười rất là hiền, cũng kiểu mặt tròn tròn kiểu như chị ấy. Xong bắt đầu kiểu cười rất là hiền mà nhìn rất là nghệ sĩ. Nói chung là các bạn có thể tìm ảnh của Tô Hoài thì các bạn sẽ thấy là đúng thật là giống như là hình ảnh của một ông bụt, một ông tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích ấy. Được không nào? Nhưng mà thời thơ bé thì Tô Hoài sinh ra trong một gia đình thợ thủ công. Được không ạ? À, sau đó thì ông đã phải làm rất nhiều công việc để kiếm sống. Rất nhiều công việc để kiếm sống. Được không ạ? Nhá, đã phải làm rất nhiều những cái công việc khác nhau để kiếm sống, như là dạy trẻ, bán hàng, kế toán cho hiệu thuốc, hoặc là thậm chí là cũng có những cái lúc thất nghiệp. Nhưng mà Tô Hoài thì chưa bao giờ từ bỏ. Thế nên nếu như nói về con người của Tô Hoài thì chắc chắn là chúng ta cũng có thể gì ạ? À, thì chúng ta cũng có thể là suy ra một điều, đó chính là đây cũng là một tấm gương, đúng không ạ?
về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ok không? Rất là giống với Kim Lân. Nhưng mà nếu nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân chị thì vẫn cảm thấy là cái tuổi thơ của Kim Lân nhọc nhằn hơn rất là nhiều so với Tô Hoài. Ok không ạ? Đây là ý đầu tiên mà các bạn sẽ lưu ý giúp chị. Chúng ta sẽ cùng nói về sự nghiệp văn học nhé. À, bên cạnh gì ạ? À, bên cạnh là một tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống thì Tô Hoài là một người có hiểu biết rất rộng, đặc biệt là về Hà Nội. Đặc biệt là về Hà Nội. Được không nào? Đến cái mức mà nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng nói rằng là những cái thông tin về Hà Nội á, là những cái thông tin tìm được kiếm từ Tô Hoài rất là khó có thể tìm được ở bất cứ một cuốn sách nào. Và Tô Hoài thì giống như là gì ạ? À, Tô Hoài thì giống như là một cái bảo tàng sống ấy. Ở trong đó thì ông lưu giữ những cái thông tin rất là bổ ích, rất là hay về Hà Nội. Và đó cũng là lý do mà trong cái quan niệm của Trần Đăng Khoa thì Tô Hoài giống như là một nhà Hà Nội học. Được không ạ? Giống như nhà Hà Nội học. Ok chưa nào? Rồi, thế về sự nghiệp văn học thì sao nhỉ các bạn nhỉ? À, về sự nghiệp văn chương thì ban đầu Tô Hoài được chú ý nhiều. Tô Hoài được chú ý nhiều qua tác phẩm truyện dài Dế Mèn Phu Lưu Ký. Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Phiêu Lưu Ký. Ok ạ. À, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Ok chưa nào? Trời ạ, à, đấy nó cứ bị kiểu vậy đấy. Phiêu Lưu Ký. Ok không ạ? Trước tiên là ban đầu thì Tô Hoài được độc giả chú ý nhiều tới cái tác phẩm này, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Và sau đó vào năm 1943 thì Tô Hoài đã gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc. Trong chiến tranh Đông Dương thì ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực báo chí, nhưng vẫn có một số thành tựu quan trọng như là Chuyện Tây Bắc này. Ok chưa ạ? Trong quá trình lao động nghệ thuật hơn 60 năm miệt mài và tâm huyết, Tô Hoài đã để lại cho nền văn học Việt Nam một khối lượng tác phẩm đồ sộ. Tức là rất là nhiều đấy, được không ạ? Khối lượng tác phẩm đồ sộ. Mà điều đặc biệt là lại còn ở nhiều thể loại khác nhau nữa cơ các em ạ. Được không ạ? Để lại ra một cái khối lượng tác phẩm vô cùng đồ sộ và còn ở nhiều các cái thể loại khác nhau nữa cơ. Đấy mới là một cái mà chúng ta quan tâm. Đó là gì ạ? Hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. 100 tác phẩm thuộc nhiều... Trời ơi là trời. Thuộc nhiều thể loại khác nhau. Thuộc nhiều thể loại khác nhau. Như là chuyện ngắn này. À, gì nữa ạ? Chuyện ngắn này, gì nữa? À, chuyện dài kỳ này. Hồi ký này. Ok không ạ? À, tiểu luận này, kịch bản phim này. Tiểu luận này. Vân vân. Tức là đây là một nhà văn rất là giỏi các bạn ạ. Đây là một nhà văn rất là giỏi luôn. Đúng không ạ? Viết được rất là đa dạng trong các thể loại và để lại một cái số lượng, khối lượng tác phẩm cực kỳ là đồ sộ. Đúng chưa nào? Thế nói về phong cách nghệ thuật. Phong cách nghệ thuật của Tô Hoài thì sao? Phong cách nghệ thuật của Tô Hoài thì sao ạ? Các bạn nhớ gì về phong cách nghệ thuật của Tô Hoài không? À, chúng ta thấy rằng là Tô Hoài luôn luôn có cho mình một cái lối kể chuyện rất có duyên. Ok không ạ? Rất là có duyên. Được không nào? Và nhà văn có cái hiểu biết rộng và đưa những hiểu biết đó vào trong tác phẩm của mình một cách hợp lý. Ok chưa nào? Đặc biệt, đây là nhà văn có biệt tài miêu tả ngoại cảnh. Miêu tả ngoại cảnh và sử dụng từ ngữ, được không ạ? À, mang tính chất khẩu ngữ. Có nghĩa là gì ạ?
những cái từ ngữ thuộc cái vùng miền đó. Ok không nào? Nhá, những cái từ ngữ thuộc cái vùng miền đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nhà văn Tô Hoài khi viết về vợ chồng A Phủ đã sử dụng cái cách nói nó đặc biệt đến cái mức mà chúng ta đọc chúng ta cũng có cảm giác đó là một cái câu chuyện cổ tích miền núi, đúng không ạ? Cách sử dụng từ ngữ ấy, rồi đặt tên nhân vật, tất cả mọi thứ đều được Tô Hoài đưa vào một cách rất thuần thục, và không ai nghĩ rằng là ông ấy lại có thể là người Hà Nội, đúng không ạ? Không ai có thể nghĩ được là ông ấy có thể là ông ấy lại là người Hà Nội, đúng chưa nào? Rồi còn về những cái tác phẩm chính thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Nói chung là về Tô Hoài các bạn chỉ cần nhớ cho chị như vậy thôi. Còn nếu các bạn quan tâm hơn thì các bạn có thể chú ý một chút tới đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết. Thì chúng ta thấy rằng là thường viết cho thiếu nhi này, phải không ạ? Có một mảng đề tài viết về người lao động ở vùng ngoại thành Hà Nội này, tác phẩm O Chuột đấy, Hà Nội này, ok không? Và viết về Tây Bắc cũng là một cái mảng đề tài mà người nghệ sĩ này theo đuổi. Ok chưa ạ? Tô Hoài đã từng tâm sự rằng là đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá. Có nghĩa là đối với bản thân của Tô Hoài thì đây là một trong những cái mảnh đất rất là đặc biệt. Và có lẽ cũng chính vì như vậy, thế nên Tô Hoài nhất định mong muốn rằng là mình có thể một lần quay trở lại để có thể trả cái ân tình này cho mảnh đất miền Tây. Và thực sự là Tô Hoài đã quay trở lại cùng với cái tập truyện Tây Bắc của mình. Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Đây là những cái phần chính mà các bạn sẽ chú ý giúp chị về đề tài. Ok chưa? Rồi các bạn có muốn hỏi gì chị thêm về tác giả Tô Hoài không? Nếu không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang tác phẩm nhá. Chị nghĩ là so với Vợ Nhặt hay là so với Người Lái Đò Sông Đà thì cái việc chúng ta học vợ chồng A Phủ sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đấy. Được không ạ? Chính xác, chính xác. Em đang nói về quan điểm nghệ thuật đúng không? Quan điểm về cái sự nghiệp cầm bút của mình đúng không? Chính xác. Chính xác đấy ạ. Quan niệm của Tô Hoài là gì ạ? À, thiên về sự thật đời thường, dù đôi khi là phải gì? À, đập tan đi những cái hình tượng nhân vật. Đúng rồi, chính xác. Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật, đúng không ạ? Thì có những cái lúc mà cần phải đập vỡ cả cái hình tượng, đúng không ạ? Rồi, rồi, chính xác đấy. Các bạn đang nói về cái quan điểm của Tô Hoài. Chính xác, quan điểm của Tô Hoài chính là như vậy. Ok chưa nào? Nhá, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang cái tiếp theo. Đó chính là tác phẩm này, Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Ok không ạ? Trong phần tài liệu yên tâm chị sẽ cung cấp cho các bạn những cái đấy. Được không nào? Rồi, về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này các bạn có nhớ không nhỉ? À, các bạn sẽ ghi nhớ giúp chị cái mốc thời gian sau nhá. 1952. Ok chưa ạ? Và 1953. Các bạn có biết là tại sao mà tại sao mà chúng mình lại phải nhớ hai cái mốc này không? 1952 và 1953. Thế 1952 là cái gì và 1953 là cái gì đây? Cái con cún này suốt ngày sủa, mệt mỏi sự luôn đấy. Sủa hoài, hôm nào cũng sủa. Chẳng hiểu kiểu gì. Rồi, các bạn ơi, có nhớ 1952 là gì không ạ? 1952 là gì? À, Tô Hoài. Đã có, chính xác, chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng miền Tây Bắc. Và chuyến đi này thì dài 8 tháng. Đây là cái thời điểm mà cùng sống, sinh hoạt, chiến đấu cùng đồng bào các dân tộc, đúng không? Và sau đó thì năm 1953 thì ông đã cho ra mắt gì nhỉ? À, cho ra mắt tập truyện ngắn đó là Truyện Tây Bắc. Đúng không ạ? Truyện Tây Bắc. Trong Truyện Tây Bắc này ấy thì bao gồm 3 truyện ngắn, đó chính là Cứu đất cứu mường, Mường Dơn và Vợ Chồng A Phủ. Thì người ta coi Vợ Chồng A Phủ chính là linh hồn của tập truyện ngắn này. Ok chưa ạ? Nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? Rồi, lưu ý giúp chị nhá. Được không ạ? Lưu ý giúp chị. Đây sẽ là về cái hoàn cảnh sáng tác của
vợ chồng là phụ. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhá. Được không? Rồi, chúng ta sẽ có một cái bài tô hoài tâm sự về tác phẩm Vợ chồng A Phủ như thế này. Chị có thể đọc cho các bạn nghe một vài điều và chị mong là với cái này thì các bạn có thể hiểu thêm, được không ạ? Hay là thôi, để tiết kiệm thời gian thì chị sẽ gửi cho các bạn nhé, để cho các bạn tự đọc nhé. Bởi vì là chị có một cái bài rất là đầy đủ phỏng vấn về tô hoài, về các cái chi tiết của các cái chi tiết trong tác phẩm này. Nhưng mà thôi, để tiết kiệm thời gian thì chị sẽ gửi cho các bạn để các bạn đọc nhá. Đồng ý với chị là như thế không? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái phần nội dung luôn. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng vào nội dung luôn. Ok ok, đúng rồi đấy. Bạn Dương, bạn Ngọc Huyền, bạn ấy đang nhắc tới cái giải thưởng của... Chính xác đấy ạ. Bạn ấy đang nhắc tới cái giải thưởng đấy ạ. Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ in trong tập truyện Tây Bắc. Đây là cái tập truyện đã được trao giải nhất về truyện ký, giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam trong cái năm đó là 1954 đến 1955. Ok chưa ạ? Chính xác, chính xác.